Cách đây vài ngày, trong kỳ nghỉ ở hòn đảo Mykonos, Dele Alli đã bị bất tỉnh sau khi nằm phơi nắng bên cô bạn gái Rubima. Sau khi nghỉ ngơi tại Hy Lạp để hồi sức, tiền vệ câu lạc bộ Tottenham đã quyết định đưa người yêu sang St. Tropez để tiếp tục kỳ nghỉ. Không chịu được sức nóng, ngôi sao 23 tuổi này quyết định thuê luôn con tàu siêu to, siêu khổng lồ để đi ra biển cho mát mẻ. Được biết, Dele Alli đã chi đến 40.000 bảng để thuê chiếc du thuyền sang trọng này trong vòng một tuần để vi vu với cô bạn gái bốc lửa. Theo Dawson, chiếc du thuyền sang trọng này như một ngôi nhà thu nhỏ giữa biển, có đầy đủ tiện nghi hiện đại nhất, bao gồm một phòng khách, một phòng ăn, 3 phòng ngủ và một phòng giải trí. Có người yêu dẫn đi chơi, còn thuê cả du thuyền siêu to, siêu cây, siêu khổng lồ. Ai sướng bằng Dele Alli? Yes. Với việc giải Grand Slam Wimbledon đang bước vào những vòng đấu cuối cùng, cơn sốt tennis đang lan mạnh từ Anh sang khắp châu Âu và kể cả siêu sao Cristiano Ronaldo cũng không thoát được. Bởi thế mà nhân dịp đang rảnh rỗi, huyền thoại người Bồ Đào Nha đã tụ tập bạn bè chơi vài đường vợt cơ bản. Tập trung tại miền đất phun rào xinh đẹp thuộc Bồ Đào Nha, Ronaldo cùng chúng bạn đã tổ chức một trận đôi nam với kèo đấu là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Một trong số những người bạn của Ronaldo là nhà báo nổi tiếng Raúl Aguirre đã chụp ảnh kỷ niệm và đăng lên mạng xã hội kèm chú thích: một chuyến đi tuyệt vời. Theo bạn thì ai sẽ thắng trận đấu này? Trên ảnh, trông Ronaldo vô cùng tự tin với ngón tay trỏ chỉ thẳng lên trời. Anh cũng không quên việc khoe cơ bắp cuồn cuộn ở cánh tay phải khi mình cầm vợt. Đá bóng đá giỏi, làm huấn luyện viên cũng như siêu cò, giờ còn biết đánh cả tennis. Đẹp trai mà còn lắm tay, hãy quên mấy nam ca sĩ K-pop đi, anh Bảy mới là soái ca chính hiệu. Vừa qua, Lionel Messi đã có nghĩa cử đầy tình người với những người vô gia cư ở quê nhà Rosario, Argentina. Cụ thể được sự đồng ý của anh, nhà hàng VIP của siêu sao 32 tuổi tại Rosario đã mở cửa đón những người vô gia cư và phát đồ ăn đồ uống miễn phí cho họ. Đây là hành động đầy tình người của Messi nhằm chung tay giúp đỡ những người vô gia cư tại quê nhà, những người đang trải qua rất nhiều khó khăn vì đợt rét thậm tệ tại Argentina. Đợt rét này đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người. Nhà hàng sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những người vô gia cư trong đợt rét này. Chúng tôi sẽ duy trì công việc này trong 2 tuần tới. Rất nhiều người đã đến đây, chúng tôi tiếp đón và trân trọng họ như những khách hàng. Ông Arlen Almada, quản lý nhà hàng của Messi cho biết. Bất chấp thông báo trở về hội quân của PSG, Neymar vẫn ở lại Brazil để tụ tập, chơi đùa cùng với bạn bè. Nhà đương kim vô địch Lyon cho biết Neymar đã không tập trung đúng hẹn mà còn không đưa ra được bất kỳ lý do nào. Ba lãnh đạo nhấn mạnh họ sẽ làm rõ chuyện này với ngôi sao người Brazil và sẽ không ngần ngại trừng phạt anh. Trong những diễn biến mới nhất, ngôi sao đắt giá nhất thế giới đã có mặt trong một trận bóng đá bãi biển cùng với Paulo Suarez, Arellano Soncini và Fernando Leite. Đây đều là những cầu thủ bóng đá bãi biển có tiếng tại Brazil. Ngôi sao 27 tuổi tỏ ra rất thoải mái và thái độ này của anh chẳng khác gì đang trêu người PSG. Thực tế, rất nhiều người hâm mộ đội bóng chủ sân công viên các hoàng tử đã không còn chịu được Neymar và thúc giục ban lãnh đạo hãy bán ngôi sao này. Kể từ khi chuyển đến PSG với giá 222 triệu euro vào mùa hè 2017, Neymar đã được đối xử như ông hoàng. Cũng chính vì điều đó mà ngôi sao 27 tuổi càng trở nên tự tung tự tác đến vậy. Tiền đạo Daniel Sturridge đang có hy vọng tìm lại được chú chó cưng của mình sau khi được cảnh sát thành phố Los Angeles giúp đỡ. Tiền đạo Sturridge vừa bị đảo chích ghé thăm các biệt thự ở phía tây Hollywood. Chú chó cưng của anh Lucy đã bị đánh cắp. Cảnh phóng viên cũng đã bắt gặp. Cảnh sát pháp y đến khám nghiệm hiện trường thực hiện vụ điều tra. Sturridge nhanh chóng đăng đoạn video lên mạng xã hội với hy vọng tìm lại được chú cún Lucy. Tiền đạo người Anh cũng đăng tải bức ảnh chú chó kèm theo lời kêu gọi: bất cứ ai biết kẻ đột nhập vào nhà của tôi sẽ trả cho bạn mọi thứ. Tôi muốn biết lý do vì sao họ lấy chó của tôi. Sturridge chia sẻ dòng trạng thái, cầu thủ 29 tuổi còn hứa sẽ trả bất kỳ giá nào và thậm chí là đánh đôi mọi thứ chỉ cần mang Lucy về với anh. Với những người yêu động vật, đặc biệt là chó, chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác của Sturridge vào lúc này. Hy vọng anh sẽ sớm tìm lại được người bạn Lucy của mình.